ngày phải kiếm đủ 200.000, nếu không ấy là không được ăn cơm đâu chị ạ. Hôm trước đi làm không mang được về đồng nào nhá, tôi đã đánh cho gãy răng rồi vẫn chưa trở, là có thích nói dối nhỉ. Tôi sẽ trả cho cô không phải 5 triệu mà 500 triệu. Chú có xe không? Chú không, chú cảm ơn nhá. Chú đón xe đi mà. Chú không, chú bảo chú không rồi mà. Alo ạ, cho em một xe cấp cứu ngay nhá. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Chị ơi, chị có sao không chị ơi. Ơ, con vẫn chưa về à? Chưa, bà sao rồi chú? Bà vào viện cấp cứu rồi. Nhưng mà bây giờ chú lại không có tiền để đóng viện phí cho bà. Mà bây giờ chú cũng chả biết vay ai. Chú đừng lo, con có tiền à. Hay quá. Thôi được rồi, coi như đây là chú vay cháu nhá. Bây giờ hai chú cháu mình cùng vào đóng viện phí cho bà nhá. Đi. Nào, đưa chú xách hộ cho. Đi. Thì ra là như thế, chú hiểu rồi. Chào hai chú cháu, gớm tìm mãi mới thấy. Em chào chị ạ. Chào bà đi. Chào bà. Hai chú cháu là người hôm nọ đưa tôi vào viện và thanh toán tiền viện phí cho tôi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Hôm nay em thấy chị khỏe như thế này là em mừng rồi ạ. Dạ vâng. Thú thật với chú, sau hôm ra viện tôi có gặp bác sĩ. Thì bác sĩ bảo là hai chú cháu đưa tôi vào viện xong rồi là đi luôn. Dạ. Lại còn thanh toán tiền viện phí nữa. Làm tôi tìm mãi, may quá đúng lúc này tôi lại gặp được hai chú cháu đấy. Không chị ạ. Tất cả ấy là nhờ cậu bé này đấy ạ. Nếu như hôm đấy mà cậu ấy không gọi ấy thì em cũng không biết để đưa chị đi viện đâu ạ. À thế ạ? Dạ. À cháu ơi, bà có món quà này tặng cháu nhá. Đây là ăn ngủ ngon Rich Kids của tập đoàn Coeno, giúp hỗ trợ đường tiêu hóa. Cháu uống sản phẩm này vào kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu các chất dinh dưỡng, làm ăn ngon, ngủ ngon, khỏe mạnh, cao lớn, thông minh, học giỏi. Cách sử dụng rất là dễ, cháu chỉ cần lắc lên trước khi uống và uống trước lúc ăn hoặc sau lúc ăn một tiếng. Cháu gầy như này, ăn uống cái này vào đảm bảo cao to, khỏe mạnh, thông minh, học giỏi. Cháu nhớ chưa? Con cảm ơn bà đi. Con cầm lấy này, để bà lấy cho con uống nhá. Đây để em hộ. Dạ vâng ạ. Đây. Chú cầm giúp tôi cái này ạ. Đây, nào. Đây. Giúp tôi với ạ. Đây, con uống đi, bà lắc rồi. Có ngon không con? Có ạ. À chú ơi, dạ. Để tôi gửi chú tiền viện phí ạ. À, không chị ạ. Chuyện là như thế này. Hôm trước ấy là em đi vội quá, em không mang theo tiền. Cháu đã đưa tiền cho em để nộp viện phí cho chị đấy ạ. À thế ạ? Dạ. Mà ấy, cháu nó vừa kể với em ấy là dì nó bắt nó phải đi đánh giày kiếm tiền đấy chị ạ. Không được đi học đâu. Mà ngày phải kiếm đủ 200.000, nếu không ấy là không được ăn cơm đâu chị ạ. Chết, sao lại có loại dì độc ác như thế nhở? Chú ơi, dạ. Chú có biết dì nó ở đâu không? Để tôi đến tôi gặp ạ. Em cũng không biết, em vừa hỏi thì cháu nó vừa mới nói cho em đấy ạ. Mấy giờ rồi mà đứng đây hỏng hớt hả? Hôm nay là bao nhiêu tiền rồi? Đi ra đây. Đứng ra đây. Này này này, cô là ai đấy? Tại sao cô vào cô lại kéo sấn sổ của cháu như thế hả? Tôi là dì của nó. Thằng này nó hư ấy, nên là tôi phải dạy thôi. Này cô, cô là người lớn như thế mà cô quát mắng lại còn dọa đánh đập thằng bé như thế à? Sao cô ác thế? Bà là cái thá gì mà xem vào chuyện nhà tôi hả? Tôi là dì của nó. Thằng Danh này láo toét này,
hôm trước đi làm không mang được về đồng nào nhá. Tôi đã đánh cho gãy răng rồi vẫn chưa chừa là có thích nói dối nhỉ? Hả? Mày đi ra đây. Đi ra này, đây. Này, này. Bé như thế này thì làm sao biết nói dối được? Cô nói kiểu gì đấy hả? Đấy là việc của nhà tôi nhá. Anh biết cái gì mà nói? Có phải bà là cái bà mà hôm trước nó đưa vào bệnh viện đúng không? Hôm nay đến cảm ơn nó à? Được thôi, 5 triệu. Cái gì? Sao lại 5 triệu? Hôm đấy tôi có mặt ở đấy cơ mà. Hết có 500 nghìn thôi. Anh nói buồn cười nhở. Thế cái thời gian nó dẫn bà này vào bệnh viện, nó chờ đợi bà ấy rồi các kiểu thể loại đấy nhá, nó đánh được bao nhiêu giày cho khách rồi, 5 triệu là quá là ít. Được rồi, tôi sẽ trả cho cô. Không phải 5 triệu mà 500 triệu. 500 triệu cơ. Nhưng với một điều kiện, cô phải tránh xa thằng bé vĩnh viễn. Cái này... Sao 500 triệu con chê ít à? Nếu cô không nhận ý, thì tôi sẽ dẫn cô đến công an tố cáo cô về tội ngược đãi trẻ con. Nó bé như thế mà cô bắt nó đi làm kiếm tiền còn đánh đập nó, đánh nó gãy cả răng như thế à? Sao? Tôi xin bà đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận 500 triệu của bà và đồng ý cắt đứt liên lạc với thằng bé này. Rồi bà muốn mang nó về, đi đâu đi làm gì làm, được không? Từ bây giờ ấy, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bà cháu tôi nữa. Cầm lấy đi. Thế chị định nhận nuôi cháu thật đấy à? Dạ vâng, thú thật với chú. Tôi sống một thân một mình, nhà chẳng có gì ngoài tiền, nên là tôi muốn nhận cháu về nuôi dưỡng cháu ăn học thành người chú ạ. Dạ, thế thì tốt quá chị ạ. Con sang với bà đi. Con về với bà nhá, con chào chú đi. Đây của con. Thỉnh thoảng chú đến thăm bà cháu tôi nhá. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em phải nói trước với chị như thế này. Chị đưa tiền cho cô ta ấy, rồi kiểu gì cô ta cũng sẽ quay lại đây để đòi tiền chị tiếp. Thế nên là chị phải tìm cách cắt đứt liên hệ hoàn toàn đi ạ. Dạ vâng, tôi sẽ làm việc đó ạ. Cảm ơn chú, con chào chú đi con. Ở lại ngoan nhá, chú đi đây. Em chào chị ạ. Chào chú ạ. Em chào chị ạ. Đi. Hai bà cháu mình đi với nhau nhá. Nào, đi nào con. Thế hôm nay cháu của bà học hành điểm tốt không? Hôm nay con được 2 điểm 10. 2 điểm 10 cơ à? Đấy con thấy chưa? Nhờ con uống ăn ngủ ngon thích kít của tập đoàn Kono và bà mua cho con ý, nên bây giờ con mạnh khỏe, thông minh, học giỏi đấy. Con phải chịu khó uống hàng ngày để sau này lớn lên con làm bác sĩ chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhớ chưa? Thế hôm nay con thích ăn gì để bà đưa con đi ăn nào? Là cá chê, là cô mang. Nào, bây giờ bà dẫn con đi ăn nhá. Yêu kỳ diệu